Dạ thì trước mặt màn hình của tất cả quý cô chú anh chị, đây là mẹ mẹ chồng của chị Kim Anh, thấy cô chú anh chị. Thì mấy anh em cũng muốn hỏi thêm về cái câu chuyện của chị Kim Anh đã đăng tải trên cộng đồng mạng trong mấy ngày nay đó. Rồi con chào cô nha. Chào mấy cho em. Con hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi xin chào mấy em ở đây với lại cộng đồng mạng đang xem trực tiếp. Tôi tên Nguyễn Thị Nam, sinh năm 1978, năm nay tôi được 46 tuổi. Dạ. Thì chắc hẳn cô cũng đã xem được những cái video mà chị Kim Anh, con dâu của cô đã lên trên cộng đồng mạng đó. Cô xem được chưa ạ? Dạ, xem được rồi. Dạ, thì cô nếu mà cô đã xem được rồi thì trước hết thì cho con hỏi cô là cái cảm nhận của mình như thế nào khi mà con dâu của mình lên trên cộng đồng mạng tố mình như vậy, thì cô có cảm nghĩ như thế nào cô? Cảm nghĩ tôi rất là buồn, vì tôi là bà mẹ chồng thương con dâu hết tội. Đi lượm từng miếng dây chơi mua cho con dâu từng miếng ăn. Thậm chí tôi đi làm hồ á, tôi nấu cơm để sẵn ở nhà cho con dâu ăn, không hề cho con dâu động tí móng tay vì con dâu đang có bầu. Rồi nó mang bệnh gì tôi không hề để con dâu làm gì hết. Tôi rất cực khổ để nuôi con dâu mà ngày nay con dâu ra đi. Con dâu có những lời á, đổ quan cho tôi là quánh đập, tàn nhẫn, không cho con dâu ăn. Cái đó hoàn toàn là không phải sự thật. Yeah. Miếng ăn ngon là tôi dành cho dâu ăn hết. Thậm chí tôi đi lượm từng miếng ve chai mà có miếng nước ở ngoài đường người ta dục đó. Hai mẹ con đem theo một ca nước đá đi lượm ve chai, mang theo một ca nước đá. Những nước người ta uống dư dục một khúc như vậy thì tôi đổ vô trong bình mẹ con tôi uống. Còn chai mà nguyên thì lượm về chứ. Kim Anh uống, mà ngày nay Kim Anh đi có những lời mà nói tôi như vậy thì tôi rất là buồn. Dạ. Thì khi mà cô nghe như vậy thì cô cũng rất là buồn, không có kèm được cảm xúc của mình đó. Thì cô cứ bình tĩnh nha cô. Dạ dạ. Thì cho con hỏi thêm là khi mà Kim Anh đến với Phú á, khi mà dẫn về đây cái lần đầu tiên cô gặp chị Kim Anh thì cô đánh giá là chị Kim Anh là người như thế nào cô? Về lần đầu tiên Phú dẫn về, Phú không hề nói con tôi là Minh Phú, không hề nói Kim Anh lớn tuổi hơn. Dạ. Là một đó, với lại Kim Anh về Kim Anh nói Kim Anh có việc làm, rồi Kim Anh hiền hậu lắm. Lúc đó tôi cảm giác tôi thương Kim Anh nhiều lắm. Dạ. Rồi khi mà cưới xong đó thì sau khi về lại nhà chồng thì Kim Anh có nói là cô là kêu Kim Anh là lột đeo bông đồ ra vàng vòng đồ ra hết để mà đưa lại cho cô, thì cái đó là có hay không cô? Dạ hoàn toàn không phải sự thật. Khi cưới Kim Anh á là tôi có cho Kim Anh một đôi bông và một cặp nhẫn 10 triệu tiền nước, 7 triệu nói bậy là 7 triệu tiền nước và đi xuống là 9 người và tiền xe qua quả đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Đó, khi cưới Kim Anh về là bữa mà đám cưới xong là Kim Anh có theo về đây bên đây luôn để lại ông bà, cũng như là lại ông ngoại bà ngoại nó để làm mâm cơm á, để cho nó là ra mắt ông ngoại bà ngoại nó. Yeah. Đó, rồi về đó là qua 3 ngày sau Kim Anh có về dưới là để nói chung là phản bái đó ha. Dạ, phản bái đó là Kim Anh đi, tôi không hề lấy đôi bông Kim Anh như thế nào hết. Mấy tháng sau Kim Anh còn giữ đôi bông Kim Anh đưa tôi á, là kẹt tiền trong gia đình. Kim Anh đưa mẹ ơi, mẹ lấy đôi bông này đi xây sở, nhưng tôi không lấy đôi bông Kim Anh. Kim Anh đưa cho chồng Kim Anh, hai vợ chồng Kim Anh là tự đi cầm xây sở chứ tôi không hề lấy đôi bông Kim Anh. Xong 2 tháng sau tôi mua lại đôi bông đó cho Kim Anh. Nhưng không phải là giống á, là về giống y chang như bông cưới lúc đầu. Yeah. Nó khác bông cưới nhưng là một chỉ vàng 24, đúng là tôi có đưa lại cho Kim Anh. Nhưng Kim Anh không cầm, Kim Anh là mẹ ơi con đi làm công ty thôi, con sợ mất mẹ ở nhà giữ đi. Tôi giữ đôi bông tới là đẻ đứa bé này ra là cha nó mới đi cầm đặng mua sữa sùng thôi, chứ hoàn toàn không có lấy cái đôi bông Kim Anh để đá gà hay quýnh bài hay bất cứ gì hết. Thì thực sự khi mà chị Kim Anh chia sẻ thì và tới hiện tại bây giờ thì câu chuyện đó thật hơn như thế nào thì tụi con ở đây thì cũng chưa có rõ. Nhưng mà chị Kim Anh chia sẻ là khi mà mới có cưới chị về có 4 ngày là lập tức là cô, là người mẹ chồng á, là đã mà lấy cái đôi bông đó và cùng với chồng của chị Kim Anh là đi đánh bài và đá gà. Đó, thì hôm nay cô chia sẻ thì nó khác hoàn toàn. Thì thật sự thì tụi con cũng không có biết là ai đúng ai sai luôn á. Nhưng mà cô nói rằng là hoàn toàn sai sự thật đúng không? Đúng rồi, hoàn toàn sai sự thật.
Vậy là theo cô chia sẻ đó là cô là một người mẹ chồng là rất là yêu con dâu. Đúng rồi, yêu thương con dâu về là không cho đi làm. Con dâu về á là ở không, tới chừng con dâu á là gây lộn với tôi á là con dâu á, tôi nói lên sự thật như vậy. Cứ các anh chị và cộng đồng mạng ở đây, vì sao con dâu nó kêu tôi bằng con đỉ? Là gì á, mỗi lần nhà là con tôi nó bị đứt gân tay, Phú á, nó bị đứt gân tay, đi nối gân tay không làm chuyện nặng được. Ra cái xe, cái tủ bò viên đó đặng cho hai đứa bán, nhưng mà bán lúc được lúc không, bán không được. Tôi là người mẹ chồng nói thiệt, tôi lên đây nói câu này ra chắc cũng xấu hổ, nhưng tôi cũng phải nói. Đó là nhiều khi người ta điện tôi rủ tôi đi chơi đó, để kiếm đồng tiền về nuôi gia đình, để lo cho Kim Anh á. Vì gia đình đó tôi có đi, nên Kim Anh biết được là Kim Anh kêu tôi bằng con đỉ không à. Đó là sự thật là như vậy đó. Mà chị Kim Anh có nói rằng là đến để nói rõ, khi mà cưới chị Kim Anh á là gia đình của bên phía mình là không có cho bên phía chị Kim Anh lên, giống như là đưa chị Kim Anh lên, mà chỉ cho một mình chị Kim Anh lên bên mình thôi là sao cô? Kim Anh nói cái đó là đúng sự thật, tại vì hồi lúc tôi ở trọ ngoài kia chỉ nhà trọ bằng như vậy thôi nè, mà tôi nuôi là 13 con chó. Có 13 con chó tôi sợ xui ra lên rồi mất mặt, có chó nằm trong nhà này kia nọ, cái nhà trọ rất nhỏ nên tôi nói chị ơi, nói với chị xui á, chị ơi để tôi lên tôi về đảm tôi sắp xếp á, rồi á tôi sẽ mời chị lên. Đó Kim Anh nói là đúng điều sự thật, vậy tôi có nuôi 13 con chó trong căn nhà trọ rất là nhỏ, cỡ này thôi. Lúc đó thì gia đình mình xuống cưới chị Kim Anh á là đi mấy bao nhiêu người? Đi 9 người. 9 người xuống ha, nhưng mà khi dạ. lên thì chỉ có anh Phú dẫn chị Kim Anh lên. Đúng rồi, rước Kim Anh lên. Cô mặc cảm là gia đình mình khổ và cũng như là hiện tại nhà chặt hẹp rồi, nuôi chó. Nuôi 13 con chó. Người ta họ đánh giá ha. Dạ đúng rồi. Muốn sắp xếp một ngày nào đó là hẹn gia đình của chị Kim Anh lên sau ha. Dạ. Trong chị Kim Anh cũng có chia sẻ cô là nói là cô là cấm chị Kim Anh là không cho gần con, là cái câu chuyện đó là có không cô? Dạ không, hoàn toàn không có. Cháu về là Kim Anh mới ban đầu, Kim Anh đẻ, Kim Anh về, Kim Anh mổ là cháu rất là khó. Ở bệnh viện cháu rất là dễ, nhưng vì tôi cưng chiều cháu đó mới đẻ ra, tôi cứ cưng, tôi ẵm tay, tôi đây đây cháu này nè, nữ cháu rất là khó về. Cái giường cháu không có chịu nằm, cháu bắt ở trên tay đặng vỗ vỗ đẩy đẩy vậy thôi. Thì tôi có nói Kim Anh thôi, để mẹ đem ra ngoài giỏng, mẹ đưa đặng cho con ngủ nghe. Đó là một tháng trời là Kim Anh chỉ ăn rồi Kim Anh vô buồng, Kim Anh ngủ, tôi giặt đồ Kim Anh tắm xong tôi đi mua thuốc cho Kim Anh uống, là Kim Anh về tôi có mua cho Kim Anh một hũ sâm tại là bác sĩ ngoài đây là hay tiệm thuốc tây Hạnh Nhân ở đường Hồ Thị Hương, mua cho Kim Anh là một hũ sâm và một hũ thuốc uống mà để không nằm than là bổ lửa đó cô, đó với lại nhiều thuốc bổ cho Kim Anh uống và sữa cho Kim Anh uống. Nó hàng ngày tôi nấu cơm cho Kim Anh, một ngày ba bữa tôi đem cơm vô tới tận chỗ cho Kim Anh ăn. Còn cháu thì tôi dỗ cháu, tại vì cháu quá khó, cháu khóc không à, mà Kim Anh đang mổ về thì vết mổ Kim Anh nên tôi sợ động tới con dâu, thành thử tôi có giữ cháu cho Kim Anh ngủ. Lúc đó là Kim Anh lên 53 kg. Tại vì chị Kim Anh nói đó là bình thường là sau khi sanh á chị Kim Anh đó là buồn ngủ, nhưng mà cô không cho chị Kim Anh vô ngủ, đợi chừng nào mà cô đi ngủ á chị Kim Anh mới được vô ngủ, là cái câu chuyện đó là có không? Dạ hoàn toàn sai chứ, hoàn toàn sai. Tôi đính chính với cộng đồng mạng ở đây là tối á, là Kim Anh á, thường là đi theo chồng đó, hai vợ chồng nó vừa tối là vô phòng ngủ, còn tôi giữ cháu á, đến nỗi á, tôi trắng giờ con mắt luôn, Kim Anh cũng không hề ra mà phụ tôi một miếng gì hết, Kim Anh không hề ngó ngàng tới luôn. Kim Anh chỉ đi theo Phú, hệ Phú vô phòng là Kim Anh đi vô phòng chứ Phú không, chứ Kim Anh không có hề mà đêm cháu khóc, thậm chí á, mà nước sôi để pha sữa cho cháu Kim Anh cũng không hề nấu luôn nữa, đêm tôi cũng phải ngồi dậy tôi nấu nước để pha sữa cho cháu uống. Nói chung là từ khi chị Kim Anh sanh xong là mỗi cái vấn đề mà nuôi cháu và chăm sóc cho cháu là cô là người làm. Đúng là rồi, làm hết luôn. Dạ. Con nó ỉa vậy, cái nó đang ẵm con nó ỉa, nó cũng kêu nữa, à, mẹ ơi con ỉa là nó bỏ cho tôi làm nó đi vậy thôi. Dạ. Thì từ cái ngày mà cô mà cưới Kim Anh về sống chung với Phú á, thì trong cái thời gian mà từ cái lúc mà cưới cho tới cái lúc mà sinh bé Cam đó,
Dạ. Hai vợ chồng có hạnh phúc hay là có gây gỗ mà cô có can thiệp không? Không, hai vợ chồng nó rất hạnh phúc, có gây lộn như chó với mèo, la qua la lại là chút ôm, la qua la lại chút ôm, hai vợ chồng với chó với mèo, chứ còn mà qua quánh nhau rồi này kia là hoàn toàn không có. Hai chồng nó rất giữa hạnh mẹ phúc. Chồng và nàng dâu là chưa có cái gì gọi là mâu thuẫn ha. Dạ chưa có gì là gọi là mâu thuẫn luôn. Đến nỗi mà chú biết không, tôi đi làm hò con dâu ở nhà nấu nồi cơm mà không chín từ hồi dâu về tới giờ là một năm ấy, chưa khi nào dâu làm được một miếng đồ ăn chín để tôi ăn. Nó làm đồ ăn mà nó kêu tôi á, mẹ với anh Phú ăn đi. Phú chồng nó mới hỏi sao em không ăn. Thôi tao sợ sống lắm, là nó để cho tôi với Phú ăn, chứ hoàn toàn nó không dám ăn đồ ăn nó làm, là tôi làm không. Cơm nấu không chín luôn, nó 38 tuổi mà nó nấu nồi cơm không khi nào nồi cơm có chín. Một là sống, hai là nhão, nên gì đó là tự tôi đi chợ về nấu ăn. Có nhiều lúc á là kêu á, con đi chợ cho mẹ đi, thì á nó là kêu anh Phú chở con, là Phú chở nó đi chợ về rồi đồ ăn nó tự tay tôi làm, tự tay tôi nấu. Chứ nó nấu là sống ngăn luôn, nó nấu là dạch ra máu không à. Dạ. Nó chưa khi nào nấu được miếng đồ ăn ngon để ăn. Rồi cái cảm nhận của cô khi mà cô hay tin chị Kim Anh mắc cái bệnh đó, thì lúc đó cô như thế nào? Tôi với cộng đồng mạng với mấy cô mấy chú ở đây là khi tôi hoàn toàn không biết, khi là được 16 tầng Kim Anh quậy, Kim Anh bỏ ra đi đó, là con trai tôi mới cho tôi hay là Kim Anh mắc bệnh sida. Lúc đó là tôi tự giận, tôi muốn thuốc uống tự giận, đây là bà chị tôi can thiệp vô không cho tự giận. Tôi nói là em xấu hổ với bà con dòng họ quá, mẹ con như vậy mà đi cưới dâu như vậy, gặp em có một thằng con trai duy nhất nữa, là tôi tính mua thuốc á, đầu độc cho thằng con uống, rồi tôi uống luôn, tôi tự giận. Nhưng bà chị với cháu ngoại hết là kiên ngăn, cứ đi theo kiên ngăn không, ngăn không cho uống. Dạ. Không cho tự giận, nên tôi á dần dần tôi á tỉnh lại, tôi suy nghĩ lại như vậy đó. Rồi là hiện nay cho tới cái thời điểm hiện nay là bên phía dòng họ của mình là có ai biết chưa? Biết hết rồi. Biết hết. Dòng họ biết hết rồi. Tại lên mạng này nè, dòng họ biết hết rồi. À, Kim Anh mới ban đầu lên nói Bình Dương là Kim Anh, thì Bình Dương là Kim Anh không có mắc bệnh. Đó là con đang bú sữa mẹ, Kim Anh nói dối là đang bú sữa mẹ. Rồi mấy cô mấy chú ở đây quay á, thì Kim Anh nói là Kim Anh có bị mắc bệnh, là Kim Anh con Kim Anh uống sữa ở ngoài. Thành thử mấy chị lên đây mấy chị coi hết rồi. Thành thử dòng họ biết cô, hết rồi. Theo cô mà xem cái clip của bên hiệp sĩ với xem cái clip của bên tụi con, thì là hai cái câu chuyện của chị Kim Anh nói là hoàn toàn không chính xác. Không, đúng không? Chính xác, hoàn toàn không chính xác. Nói tôi là đóng cửa lại không cho Kim Anh ra, nếu các cô chú cộng đồng mạng ở đây không tin, tôi sẽ dẫn đi tới từng, tôi ở ba nơi tôi ở, ở đó là mấy năm một chỗ. Rồi có chỗ tôi ở là từ hồi Kim Anh mang bầu 16 tháng cho tới Kim Anh đẻ một tháng mấy mới dọn qua bên bên kia đó, lần thứ ba đó là mới ở có mấy tháng nay thôi, để mấy cô mấy chú và cộng đồng mạng xác minh coi bà mẹ chồng có quánh đập nàng dâu, có nhốt nàng dâu lại, hay bà mẹ chồng được đi làm hồ nuôi nàng dâu, nàng dâu không đi làm một gì hết, bà mấy chồng phải đi làm hồ nuôi nàng dâu hay là không. Nói chung là lúc trước trước khi về mà chưa có em bé thì hai vợ chồng chị Kim Anh thì vẫn đi làm. Không có đi làm trước, không đi làm một tháng, về mấy tháng sau bắt đầu hai vợ chồng mới đi làm Kim Anh đi làm đúng một tháng, có Phú đi làm. Phú đi làm lơ xe cho người ta, còn Kim Anh ở nhà, em Anh không có đi làm. Kim Anh mới đi làm một tháng là bắt đầu Kim Anh quậy, Kim Anh nghỉ đó. Tại vì lúc mà Phú với chị Kim Anh quen với nhau á, thì chị Kim Anh nói với Phú á là chị Kim Anh làm văn phòng. Rồi sau dạ. Thì đó là không có làm trong văn phòng. Dạ đúng rồi. Không, cô biết Kim Anh nói lên nói hỏi là Kim Anh ơi con làm nghề gì, Kim Anh nói Kim Anh làm văn phòng, nhưng mà tới ngày đẻ bé này ra mà chị ba của Kim Anh có lên, thì chị ba Kim Anh nói làm văn phòng đâu mà làm văn phòng á thím ơi, nó đi theo người ta mười mấy năm trời đó chứ làm văn phòng đâu. Ở đây mới là tá quả ra mới biết là Kim Anh nói dối, tính chị ruột của Kim Anh nói. Sau khi cưới xong rồi có hai có bầu rồi là mới biết ha. Dạ có bầu rồi mới biết. Rồi cô, khi đẻ này ra bé này ra là câu chuyện nữa là chị ruột Kim Anh á, chị Kim Anh nói á, là cô nhốt chị Kim Anh lại không cho ăn cơm, thì cô nói là thà cho chó ăn chứ không cho chị Kim Anh ăn, thì cô có thể đính chính lại cho mọi người. Tôi xin đính chính với mấy cô mấy chú đây và cộng đồng mạng, điều đó Kim Anh nói sai sự thật. Nếu mấy cô mấy chú không tin thì tới chỗ tôi mua chó anh ta biết mà, coi tôi đối xử với dâu như thế nào, còn cho chó ăn như thế nào, thì mấy cô mấy chú sẽ xác minh và cộng đồng mạng sẽ xác minh. Nếu tôi nói ra đây nhiều khi người ta không tin tôi, người ta nói là quỵ biện, nên tôi muốn là cộng đồng mạng hoặc mấy chú mấy cô ở đây tới chỗ tôi ở đằng xác thật thật tôi đối xử với dâu như thế nào.
nói chung là trong câu chuyện thì ai cũng nhận mình đúng hết cả. Thì chỉ có những cái người hàng xóm thì người ta họ tiếp xúc với mình thì người ta họ sẽ nhìn ra được là ai đúng ai sai trong câu chuyện này. Còn khi một khi mà lên tiếng nói thì mình lúc nào cũng nhận mình là đúng. Dạ đúng rồi, nên tôi muốn là đi xác thực đó. Rất là nhiều cái để mình tìm hiểu. Và sao các chị Kim Anh này nếu mà không muốn ở với anh Phú nữa thì hai người thôi nha, chứ có đâu còn lên tự nhiên nói xấu gia đình như vậy ta? Cô có biết lý do sao không cô? Tôi hoàn toàn không biết chú, tôi hoàn toàn không biết chú, và tôi cần á đặng đi xác thực những cậu ở thôi. Về bên gia đình để thăm mẹ bên gia đình ruột của chị Kim Anh hay không? Có, Kim Anh có xin về là về thăm gia đình ruột người của Kim Anh. Nhưng cháu nằm bệnh viện quá nhiều. Cháu là được 5 tháng là cháu nằm bệnh viện 3 lần. Một lần 4 bữa, một lần 8 bữa và một lần 36 bữa. Nên không thể cho bé đi được. Vì bé về ba ở bệnh viện 36 ngày, về tới nhà chừng chưa được một tuần là cháu ỉa chảy ra máu. Đưa tiếp, đêm đó đưa tiếp lên cấp cứu nhi đồng thành phố tiếp. Là đi một đêm đó hết 3 triệu. Tiền xe với tiền thuốc là 3 triệu. Có nói là chị Kim Anh vừa mới về được 2 ngày thì bên gia đình bà anh Phú gửi đồ về trả cho bên gia đình chị Kim Anh. Thì cái đó là có hay không? Điều đó có đúng sự thật. Kim Anh nói điều đó đúng sự thật. Tại vì như vậy nè, Kim Anh nó quậy như vậy, Phú nói mẹ ơi giờ con gửi đồ về cho Kim Anh đi rồi để Kim Anh hối hận, để cho Kim Anh trận này cho Kim Anh hối hận, rồi cho Kim Anh về. Rồi hàng đêm Phú có nói với tâm sự với tôi như vậy, mẹ ơi vợ con nó như vậy đó, thôi để cho ít lâu gửi đồ về cho nó táo quả một lần đi, cho nó hối hận, nó về nó làm ăn và nó ở lại với mẹ, đừng cho nó không còn đối xử với mẹ như vậy nữa. Có điều đó có đúng sự thật. Có nghĩa là cho đến ngày hôm nay là khi mà Kim Anh lên trên cộng đồng mạng mà tố cô với con trai như vậy đó. Dạ. Đến thì thời điểm hiện tại là cô vẫn chưa biết là cái nguyên nhân là vì sao Kim Anh lại xấu của mình như vậy. Dạ. Thì trong khi đó là cô với Phú vẫn đối xử tốt với Kim Anh. Dạ. Và cái mong muốn của chị Kim Anh hiện nay là chị muốn mang con về với Kim Anh thôi. Nhưng mà thật sự khi mà nghe cô với lại Phú chia sẻ thì cái mong muốn thì thật sự á, theo một cái khía cạnh ở bên ngoài nhìn vào á, thì cái người mà mắc bệnh như vậy thì có thể là sẽ yếu cơ thể, khi mà con của mình tiếp xúc với mình này sau này nó sẽ bị ảnh hưởng nữa. Yeah. Còn theo anh Phú anh chia sẻ là hãy để quyền nuôi cho ảnh, khi nào mà con có đủ nhận thức. Yeah. Thì nó muốn theo ai thì đã theo. Thì cái vấn đề đó thì ở đây mấy anh em cũng cảm thấy cái vấn đề đó nó cũng rất là hợp lý đó. Thì cô cũng không có khó dễ gì hết, thì muốn thăm con thì vẫn lên thường xuyên. Dạ, đúng rồi. Số điện thoại thì vẫn điện liên lạc bình thường đó. Thì cái điều mong muốn của cô hiện nay á, là cô có cái mong muốn gì không? Về cái người con dâu của cô không? Bây giờ con dâu hàng ngày có nói con dâu như vậy nè, con dâu cứ hở ra gây lộn với Phú con trai á, là nói mày muốn ly dị không? Là mỗi lần gây lộn, vừa gây lộn xong là con dâu vô xếp đồ bỏ vô giỏ là đi không à. Tôi có nói như vậy nè, con ơi con đừng có đi, con ráng ở đây với mẹ 3 năm đi, cho mẹ nuôi cháu 3 năm đi, rồi con muốn đi mẹ dắt mẹ cho con ẵm em đi, chứ bây giờ con bệnh hoạn như vậy nữa con ẵm đi con không nuôi em được, con không biết chăm sóc em, rồi con lây lan cho em tội nghiệp cho em. Hàng ngày tôi có nói Kim Anh, ngày nào cũng nói Kim Anh vậy, gì Kim Anh là ngày nào Kim Anh cũng đòi đi, hãy gây lộn với Phú là Kim Anh xếp đồ bỏ vỏ đi và chửi mắng làm đủ trò, mà chuyên môn là Kim Anh kêu tôi bằng con đỉ, tôi buồn cái đó. Buồn cái mà nuôi Kim Anh vậy, lo cho Kim Anh mà lần nào đi lộn mà Kim Anh cũng kêu bằng đỉ không á, từ nhà ông quýnh tôi nữa. Lý do nào kêu là con đỉ? Thì em cũng nói lý do rồi, em chịu nhộn em nói rồi. Từ lúc là gia đình chị Kim Anh lên kêu về dữ là chị Kim Anh có điện lên cho cô không? Không có điện. Thôi bây giờ bé nó cũng khó chịu của chú anh chị thôi. Hẹn cho chú anh chị ở cái video sau ha. Dạ, để cô dỗ bé đi. Con cũng cảm ơn cô rất là nhiều nha. Chào chú. Kết thúc video ở đây đi.